For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Kiều Minh Tuấn: tôi mệt mỏi vì hay bị chỉ trích vô cớ. Thưa quý vị và các bạn, diễn viên Kiều Minh Tuấn cho biết bị nhiều khán giả chỉ trích vì tưởng anh tự nhận là ngôi sao phim hành động. Trong buổi giao lưu ra mắt phim Kẻ Ẩn Danh mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, Kiều Minh Tuấn đã được hỏi về trải nghiệm đóng chính một tác phẩm hành động. Diễn viên cho biết khi dự án ra mắt trên nhiều fanpage điện ảnh, anh đã bị nhiều khán giả chỉ trích vì cho rằng anh tự ví mình là đả nam. Tôi chưa bao giờ gọi bản thân mình như thế. Với tôi, nhiều diễn viên khác xứng tầm ngôi sao phim hành động hơn, chẳng hạn như anh Johnny Chí Nguyễn. Nhiều lúc mở mắt dậy tôi đã bị chỉ trích vô cớ, muốn tìm gặp những người tung thông tin đó trên mạng xã hội để đối chất, anh nói. Lần khác, Kiều Minh Tuấn cũng nhận nhiều bình luận tiêu cực từ khán giả khi một số trang tin ví von anh đẹp trai như Hiếu Thứ Hai. Tôi chỉ so sánh tôi với chính mình. Như hôm nay nhìn vào gương thấy có nhiều nếp nhăn hơn hôm qua. Dù mệt mỏi vì hay bị chỉ trích, tôi quan niệm cứ lao động, cứ làm nghề nghiêm túc đi, ai hiểu được thì sẽ thông cảm, diễn viên 35 tuổi nói. Trong tác phẩm mới của đạo diễn Việt Kiều Đan Trần, Kiều Minh Tuấn vào vai người cha đi tìm con gái bị mất tích sau khi cô trở thành nạn nhân của một đường dây tội phạm buôn người. Diễn viên cho biết lần đầu anh nếm trải nỗi vất vả phải tự đảm nhận hầu hết cảnh đấm đá, dù trước đó từng tham gia các phim cùng thể loại như Bụi Đời Chợ Lớn. Theo yêu cầu của đạo diễn, anh mất nửa năm để chuẩn bị cho quá trình nhập vai. Diễn viên nuôi tóc dài suốt gần 3 tháng, phơi nắng để da đen, ép cân cho thể hình gầy hơn. Lúc tham gia phim, anh giảm từ 78kg xuống còn 64kg. Mỗi khi hoàn thành cảnh động, anh hỏi ý kiến Kefi Afrik Samuel, chuyên gia Hollywood chỉ đạo phần võ thuật cho phim và được khen đánh giá đẹp. Tôi xem dự án là dịp thử thách bản thân, thay đổi hình ảnh chứ không theo đuổi dòng phim hành động lâu dài, Kiều Minh Tuấn nói. Kiều Minh Tuấn sinh năm 1988 tại Vũng Tàu, có vai diễn đầu tiên trong Bụi Đời Chợ Lớn. Sau đó anh gây chú ý khi đóng Scandal, Hào Quang Trở Lại, Em Chưa 18. Vai chính đầu tay của Kiều Minh Tuấn trên màn ảnh rộng từng là phim Việt ăn khách nhất mọi thời với doanh thu 171 tỷ đồng, giúp anh trở thành ngôi sao. Diễn viên tiếp tục gây chú ý với các phim Tiệc Trăng Máu 2020, doanh thu 175 tỷ đồng, Chìa Khóa Trăm Tỷ năm 2022, 68 tỷ đồng. Không thể không nhắc đến Kẻ Ẩn Danh do Kiều Minh Tuấn thủ vai chính, một tay giang hồ máu mặt từng phạm tội giết người vì trả thù cho người thân. Sau thảm án, gã rửa tay gác kiếm trở thành một người dân lao động bình thường. Lâm có cuộc sống bình yên bên bà mẹ đơn thân là Hạnh do Vân Trang thủ vai và cô con gái Hiền do Mai Cát Vy thủ vai. Nhưng mọi chuyện không kéo dài được lâu, một ngày nọ Hiền bất ngờ bị bắt cóc. Lâm do Kiều Minh Tuấn thủ vai đành tự mình điều tra và biết được đường dây của tay trùm tên Thành, tức Quốc Trường. Vì không thể báo cảnh sát, gã đành một mình hành động đối mặt với hàng chục tên sát thủ của Thành để cứu con gái. Kẻ Ẩn Danh đánh dấu sự tiến bộ về nhiều mặt của Kiều Minh Tuấn, từ việc đảm nhận các pha hành động khó cho đến diễn xuất nội tâm. Từ trước đến nay, các vai diễn của anh đều có chút hài hước pha lẫn đều cáng. Đây là lần đầu tiên người xem được thấy một Kiều Minh Tuấn hoàn toàn nghiêm túc, không có chút biểu cảm hài hước thường thấy nào. Nhìn chung có thể thấy Kẻ Ẩn Danh cũng là một trong những bộ phim làm nên tên tuổi của Kiều Minh Tuấn. Là một phim đầu tay ở mức tạm ổn của đạo diễn Trần Trọng Dần, đặc biệt với thể loại hành động không dễ thực hiện. Phim có sự chỉn chu nhất định trong khâu dàn dựng và biên đạo võ thuật. Nếu đầu tư kỹ hơn về mặt kịch bản, nhà làm phim có thể tiến xa hơn ở tác phẩm kế tiếp. Những thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.